Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tiếp xúc với cử tri các địa phương trong tỉnh. Từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Long Điền tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Huyện Châu Đức đặt mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận tại huyện Đất Đỏ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với 110 cử tri các xã Láng Dài, Phước Long Thọ và Lộc An, huyện Đất Đỏ. Cử tri huyện Đất Đỏ kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho 20 hộ dân tại khu vực len ấp Gò Sầm, xã Láng Dài. Thủ tục tách thửa đất còn nhiều bất cập. Cử tri cũng đề nghị các ngành địa phương khảo sát, kiểm tra khối lượng cát khai thác tại dự án khu neo đậu tránh trú bão Lộc An. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được các sở ngành liên quan tiếp thu và trực tiếp giải đáp làm rõ. Tại huyện Đất Đỏ, cụm thi đua số 2 Hội cựu chiến binh tỉnh gồm các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2023. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong năm 2023, cụm thi đua số 2 Hội cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động trao tặng 8 căn nhà nghĩa tình đồng đội, hơn 2.100 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 970 triệu đồng. Trong năm, cụm thành lập mới 5 câu lạc bộ cựu quân nhân. Hiện tỷ lệ hội viên cựu chiến binh có mức sống trung bình khá đạt trên 98%, không còn hội viên là hộ nghèo. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, các đại biểu đã bình xét Hội cựu chiến binh huyện Châu Đức là đơn vị dẫn đầu của cụm năm 2023. Hơn 70 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Đất Đỏ được tuyên truyền phòng chống mại dâm. Hội nghị do Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức. Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Đất Đỏ được phổ biến nội dung trong pháp lệnh phòng chống mại dâm, các văn bản quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng chống mại dâm, thông tin công tác phòng chống mại dâm trong nước và địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng lồng ghép phổ biến công tác phòng chống mại dâm với công tác đấu tranh phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được Ban Chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ tổ chức với sự tham gia của hơn 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong đơn vị. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đất Đỏ được thông tin tình hình an ninh chính trị và an toàn giao thông trên địa bàn huyện, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định 37 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung năm 2015, luật biển Việt Nam, luật giao thông đường bộ. Buổi sinh hoạt nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ ngay từ cơ sở, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật trong lực lượng vũ trang huyện Đất Đỏ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hòa và Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Tiếp xúc với cử tri thị xã Phú Mỹ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến việc trường mầm non Tân Hòa phụ thu thêm 8.000 đồng một trẻ một ngày để dạy tiếng Anh là bất hợp lý. Đường Hội Bài Tóc Tiên, đoạn giao với quốc lộ 51, thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn. Việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân còn chậm trễ. Cử tri còn phản ánh tình trạng hệ thống cống thoát nước chạy qua địa bàn dân cư nhỏ hẹp, không kịp thời tiêu thoát nước khi mưa lớn,
hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 3 mong được bố trí tái định cư tại phường Hắc Dịch thay vì bố trí tái định cư tại phường Tân Phước như hiện nay. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với gần 100 cử tri xã An Ngãi, huyện Long Điền trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri xã An Ngãi dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng hợp giải trình, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước, kết quả hoạt động của các đại biểu trong tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Sau khi được thông tin, cử tri xã An Ngãi, huyện Long Điền bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của tỉnh trên các lĩnh vực. Để chuẩn bị cho công tác giao quân năm 2024 từ ngày 7 tháng 11 đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Long Điền tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ghi nhận về công tác khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên tại thị trấn Long Hải và xã Phước Tỉnh. Trong hai ngày 7 và 8 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Long Điền đã khám sơ tuyển sức khỏe cho 349 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn thị trấn Long Hải. Đây là những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển tại thị trấn, được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện xét duyệt về lai lịch chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa. Đa số các thanh niên tại thị trấn Long Hải đều tuân thủ lệnh điều động khám, có mặt tại điểm khám đúng thời gian quy định. Hiện đang là sinh viên học trên Vũng Tàu. Tôi nhận được lệnh khám sức khỏe để nhập ngũ. Hiện tại tôi đã có mặt để khám và đúng giờ. Nếu mà được chọn thì tôi sẵn sàng nhập ngũ. Hôm nay tôi có nhận được lệnh khám nghĩa vụ quân sự nên nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu khám có kết quả đạt thì tôi sẽ sẵn sàng nhập ngũ. Sau cái ngày khám chính thức của bất kỳ khu phố nào thì ban chỉ huy sự trấn sẽ trực tiếp nắm danh sách để tham mưu cho hội đồng phối hợp các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các thành viên hội đồng nghĩa vụ sự trấn và phụ trách địa bàn cùng với khu phố xuống tận nhà thanh niên lập những bản cam kết, nắm chắc lý do thanh niên chưa về khám. Qua đó thì tiếp tục vận động. Nếu mà sau cái bước vận động này thanh niên vẫn chưa, gia đình vẫn chưa gọi thanh niên và thanh niên vẫn chưa chấp hành cái lệnh gọi khám thì bước tiếp theo chúng ta sẽ lập cái biên bản vi phạm chính để có cái căn cứ xử lý sau này. Năm 2024, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có 494 thanh niên từ 18 đến 27 tuổi đã qua vòng khám sơ tuyển tại địa phương và được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện điều động khám sơ tuyển sức khỏe. Công tác khám sức khỏe cho thanh niên tại địa phương được thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Hôm nay được điều lệnh nhập ngũ thì tôi chủ động xin nghỉ việc để đến đây để đúng giờ để khám. Nếu mà hôm nay được đậu thì tôi vẫn tình nguyện đi nghỉ phục. Tôi mới tốt nghiệp cao đẳng ra, hiện tại đang xin việc làm. Hôm nay tôi có giấy lời mời khám sức khỏe của huyện nên tôi chấp hành điều động đúng giờ để khám sức khỏe. Nếu sức khỏe của tôi ổn định tốt thì tôi trong năm 2024 thì tôi sẽ nhập ngũ. Tổ chức các cái đoàn thì phân công thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã phụ trách địa bàn thì tới từng ấp để cùng với ban ấp tổ chức là tuyên truyền vận động thanh niên ra khám sức khỏe đảm bảo cái chỉ tiêu. Thì đối với những thanh niên mà trong thời gian khám mà chưa có mặt thì tiếp tục địa phương tới vận động, đồng thời là tiến hành lập biên bản để yêu cầu thanh niên ra khám sức khỏe đảm bảo thời gian quy định để không vi phạm pháp luật, đảm bảo 100% chỉ tiêu mà ở huyện giao cho địa phương. Theo kế hoạch, công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024 của huyện Long Điền sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 tới với 1.957 thanh niên được khám. Để công tác khám sức khỏe cho thanh niên đạt hiệu quả cao, Trung tâm Y tế huyện Long Điền đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Năm nay đặc biệt là tình hình sức khỏe của thanh niên thì theo chỉ tiêu thì có đặt ra thì sẽ tăng thêm.
Vì vậy là để bảo đảm cái số lượng mà thanh niên để mà thực hiện cái công tác nghĩa vụ quân sự đạt sức khỏe tốt, thì Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũng đã tổ chức huy động những cái bác sĩ có chuyên môn vững vàng, coi như là thực hiện tốt cái công tác mà khám sao cho đạt cái kết quả cao nhất, phục vụ cho cái cho quân đội, thì bảo đảm cho cái yêu cầu sức khỏe trong công tác huấn luyện cũng như là rèn luyện sức khỏe cho thanh niên. Năm 2024, huyện Long Điền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 224 thanh niên, trong đó có 185 thanh niên giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và 39 thanh niên giao cho các đơn vị của Bộ Công an. Thưa quý vị, kết thúc giải vô Việt Nam mở rộng năm 2023 cụm thi đua Đông Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11 vừa qua. Đoàn vận động viên vô Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 50 chương vàng, 40 chương bạc và 80 chương đồng. Và chủ nhân của một trong 5 chiếc huy chương vàng đó là cô gái Huỳnh Triệu Vi, 21 tuổi, đến từ huyện Long Điền. Triệu Vi hiện là vận động viên của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời là huấn luyện viên của câu lạc bộ Vô Vi Nam thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Câu chuyện về cô gái trẻ này sẽ được gửi đến trong phóng sự ngay sau đây. Năm Huỳnh Triệu Vi 10 tuổi, nhận thấy thể trạng của con gái ốm yếu hơn so với các bạn bè cùng trang lứa, nên gia đình đã cho Vi tập luyện võ thuật tại câu lạc bộ Vô Vi Nam thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Thấy bé Huy ở nhà nó cũng nhỏ con, đồ cũng gọi là xin dưỡng đó, rồi cũng động viên cho em đi ra chơi thể thao. Thì chơi riết thì em cũng thích nghi được cái môi trường thể thao đó, rồi em có một cái sự đam mê đó. Mình là phụ huynh mà mình phải ủng hộ con để đi theo tập môn thể thao của nó thích. Có tố chất võ thuật, được bồi dưỡng bài bản, lại chăm chỉ tập luyện, nên chỉ 3 năm sau, tức năm 2015, Triệu Vi không chỉ phát triển về thể trạng mà còn giành được huy chương vàng tại giải du lịch trẻ Vô Việt Nam toàn quốc tổ chức tại tỉnh Phú Yên ở nội dung đối kháng 39 kg nữ. Sau chiếc huy chương vàng này, Huỳnh Triệu Vi được tuyển vào Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp. Sau hơn 10 năm gắn bó với Vô Việt Nam, đến nay Vi đã giành được 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng ở các giải đấu Vô Việt Nam cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Và mới đây nhất, tại giải Vô Việt Nam mở rộng năm 2023, cụm thi đua Đông Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11. Huỳnh Triệu Vi đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung đối kháng 45 kg nữ. Cái thành tích mà tôi đã đạt được trong những năm qua thì đó là cũng là một cái bệ đỡ để tôi có thể bước tiếp tục trên con đường thi đấu, không có ngủ quên trên chiến thắng. Ngoài việc tập luyện thi đấu cho Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huỳnh Triệu Phi luôn dành thời gian để truyền dạy Vô Việt Nam cho các em thiếu nhi, học sinh tại thị trấn Đông Hải, huyện Long Điền, nơi đã ươm mầm cho Vi phát triển. Dưới sự dẫn dắt của cô Vi thì tôi đã học tập được rất nhiều từ cô Vi, học tập được hơn những thế võ, những đòn thủ để tự vệ cho bản thân mình, cũng như là cùng nhau chia sẻ những thế võ cho các bạn. Quyết tâm gắn bó với thể thao, Huỳnh Triệu Vi đang theo học ngành huấn luyện thể dục thể thao trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Với những thành tích đạt được ở bộ môn võ thuật Vô Việt Nam từ năm 2016 đến nay, Huỳnh Triệu Vi đã 4 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng quý giá khác. Một ghi nhận tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hành trình về nguồn tại Côn Đảo với chủ đề Côn Đảo vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hành trình có sự tham gia của hơn 90 văn nghệ sĩ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm viếng các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương. Trong khuôn khổ hành trình về nguồn Côn Đảo vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, tại đền thờ Côn Đảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu với văn nghệ sĩ là cựu tù chính trị.
Hành trình về nguồn còn là dịp để chúng ta cảm nhận lại những bài học lịch sử trong từng thớ đất, con người, trong từng ngọn cỏ, cành cây nơi đây còn lâu lưu giữ máu đào của bao thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống qua chuyến hành trình này. Mong rằng văn nghệ sĩ thành phố chúng ta sẽ có thêm nhiều chất liệu, nhiều cảm xúc để sáng tác những tác phẩm có giá trị lịch sử cách mạng. Dịp này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các văn nghệ sĩ đã trao 52 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, huyện Châu Đức hiện có 12 trên 15 xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó 11 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Châu Đức đã được chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2022. Thông tin được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức báo cáo với đoàn kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Huyện Châu Đức đặt mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Châu Đức kiến nghị tỉnh xét công nhận 5 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đề nghị Cục Thống kê tỉnh có văn bản công nhận kết quả điều tra thu nhập của các xã xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở thẩm định tiêu chí thu nhập đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, huyện Xuyên Mộc tổ chức điều động 1.119 công dân trong độ tuổi thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Hội đồng khám sức khỏe huyện Xuyên Mộc tổ chức cho thanh niên khám thể lực và các chuyên khoa thông qua việc khám tuyển. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc sẽ tuyển chọn 510 trên 1.119 thanh niên đủ sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, huyện Xuyên Mộc hoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên và khám phúc tra sức khỏe dự kiến trong tháng 2 năm 2024. Sau 4 tháng học tập, 88 cán bộ đảng viên các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2023. Lễ bế giảng lớp học vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức. Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị, các học viên trên địa bàn thành phố Bà Rịa được tìm hiểu 18 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử và đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Kết thúc khóa học, 88 trên 88 học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 17%. Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa khen thưởng cho 14 học viên có thành tích tốt trong học tập và tích cực trong các phong trào hoạt động của lớp học. Ngày Pháp luật Việt Nam vừa được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Ngoài phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình còn dành nhiều thời gian để cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn. Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành, những văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Các đại biểu còn được thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và một số nội dung có liên quan đến hoạt động của lực lượng vũ trang năm 2023. Nhân dịp này, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phổ biến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 10 tháng năm 2023, phân tích những hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Hệ thống Honda Hết Nghĩa mang đến chương trình thiết bị lái xe mô phỏng giúp cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu trải nghiệm một số tình huống nguy hiểm thực tế trên đường, từ đó nâng cao kỹ năng lái xe an toàn. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã xây dựng mô hình tuyến phố không dùng tiền mặt khá hiệu quả. Điều này giúp cho doanh nghiệp và người tiêu dùng tại các địa phương thuận tiện hơn trong việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Tại thành phố Vũng Tàu, mô hình tuyến phố này đã được triển khai thí điểm tại phường 1. Là phường trung tâm của thành phố Vũng Tàu, hiện nay trên địa bàn phường 1 có 375 hộ kinh doanh và 239 doanh nghiệp. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, từ cuối tháng 8 năm 2023, phường 1 đã thực hiện thí điểm tuyến phố không dùng tiền mặt
cho 60 hộ kinh doanh trên đường Lý Tự Trọng. Thực hiện mô hình, các hộ kinh doanh đều đăng ký tài khoản ngân hàng, mã QR. Khi mua sắm tại tuyến phố này, khách hàng không dùng tiền mặt mà quét thẻ, quẹt mã QR hay chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của chủ cơ sở. Qua công tác tuyên truyền, vận động, mô hình này đang nhận được sự hào hứng tham gia của cả khách hàng lẫn cơ sở kinh doanh. Mình không cần phải mang tiền mặt, chỉ cần một cái chiếc điện thoại thôi là mình có thể chuyển khoản một cách nhanh chóng. Những cái hộ kinh doanh của tuyến đường này nói chung và cái gian hàng của cô nói riêng thì mọi người đều rất là phấn khởi. Tại vì cái này là nhờ của bên phường, người ta đã hướng dẫn tận tình. Cho nên là khi mà sử dụng ra cái cách mà để mà thanh toán không dùng tiền mặt thì rất là thuận tiện và an toàn. Thì hộ kinh doanh thấy đây là một cái mô hình rất là hay, rất là khoa học. Phường triển khai, thứ nhất là được rất nhiều người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn là đồng thuận, chấp hành theo các chủ trương của phường. Từ kết quả sơ kết năm nay thực hiện cái thí điểm tuyến đường này thì phường từ đó sẽ xây dựng kế hoạch để mở rộng ra tất cả 4 khu phố. Mỗi khu phố sẽ làm một hoặc hai tuyến đường thực hiện văn minh đô thị và thanh toán không dùng tiền mặt luôn. Phấn đấu đến cuối năm 2023, có 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ trên tuyến đường Lý Tự Trọng thực hiện giao dịch mua bán với các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Phường 1 đã hoàn tất các bước khảo sát, lấy dữ liệu của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên tuyến đường, liên hệ các đối tác thanh toán như ngân hàng, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, phường hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên tuyến đường này tham gia và cam kết thực hiện, vận động người dân du khách khi đến đây mua sắm đều thanh toán bằng dịch vụ ngân hàng điện tử. Chương trình Hoài Nhịp Phát Triển trên đây đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.